À, chào tất cả mọi người, Tuyên là Tuyên. Bây giờ thì cho phép Quách Ngọc Tuyên chia sẻ một chút về nhân vật sĩ trong bộ phim Cuốc Xe Nửa Đêm, sẽ được ra rạp chính thức trên tất cả các rạp toàn quốc. Có thể đây gọi là một cái vai diễn nam chính đầu tiên của Quách Ngọc Tuyên ở bên phim rạp này. Thì thật sự thì trước Tuyên với anh em trong ekip cũng đặt khá là nhiều tâm huyết vào trong đó. Hy vọng là khi phim ra rạp sẽ được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Sĩ là một nhân vật này cũng khá là bựa. Nói chung là làm trai bao nè, đi khách nhiều lắm mọi người ơi, khổ thân này lắm. Thậm chí lái máy bay nữa, mà không phải lái một chiếc đâu, lái lần hai chiếc ba chiếc. Rồi cũng khá là giang hồ. Nói chung tất cả mọi thứ ngoài xã hội, sĩ là một nhân vật khá là bựa, chấp nhận đánh đổi, chấp nhận làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà khi về với gia đình, sĩ là một người anh hai rất là tốt, rất là thương gia đình, rất là thương bé Út ở nhà. Nói chung là vì tất cả mọi thứ để sĩ làm mọi điều. Thật sự cái nhân vật này đối với Tuyên cũng không có gì là khó khăn nhiều cả. Chỉ là trước khi mà đi quay á, Tuyên đã đọc kịch bản rồi thì Tuyên cũng đi tham khảo. Tuyên cũng hỏi nhiều anh chị, nhiều bạn, thậm chí có bạn đã từng làm cái công việc đó. Tuyên hỏi là cái công việc đó những lúc đó nó sẽ là như thế nào. Rồi khi mà mình tiếp xúc với là khách làm sao thì nói chung là Tuyên cũng đã đi tìm hiểu trước hết rồi, nắm được một phần nào đó rồi. Nói chung cũng không đến nỗi nào khó khăn lắm. Chỉ khó khăn là những cảnh đánh nhau á, đánh nhau mà đánh dưới mưa rồi này nọ, chung hơi cực với Tuyên cái đó. Tại Tuyên không phải là xuất thân từ cách rider, cũng phải đi tập võ, đi tất tật này nọ. Những cảnh nào hầu như là tất cả các cảnh là không có cách rider đúp cho Tuyên. Tại vì Tuyên cũng bàn với là đạo diễn rồi, Tuyên nói là cái nhân vật này á phải đánh là phải cho nó đánh thật. Là những cái góc máy á, nếu mà mình đánh giả nhờ cắt cơ đơ vô đúp thì góc máy phải né thì nó sẽ bị xấu, cái khung hình nó xấu nhiều cái là khán giả nhìn vô nó sẽ bị giả. Thì Tuyên xin đạo diễn là cái nào trong khả năng Tuyên có thể làm được thì cho Tuyên làm. Đi tập võ đi này nọ, để mà Tuyên hầu như tất cả những cảnh khó thì Tuyên làm cái đó. Khá là nhiều cảnh nóng, cũng Tuyên đóng luôn, không ai đúp cả. Mình đẹp mình khoe mà đúng không? Nói chung tại vì Tuyên muốn những khung hình nó phải thật nhất, tốt nhất có thể để mang đến khán giả đó. Thì những cảnh nóng đó thì lúc đầu thật sự nha, Tuyên cứ nghĩ là đóng phim thôi. Lúc mà một mình Tuyên đi làm trai bao cho hai bạn đó, hai nhân vật đó, Tuyên sợ là những bạn kia ngại, hai bạn diễn viên phụ đó ngại, không dám đóng những cảnh nóng như vậy. Thì Tuyên có nói là có gì á thì anh em mình tương tác nhau tốt, hỗ trợ nhau nha. Tại thường thường những cảnh nhạy cảm đó thì mình cũng phải thỏa thuận nhau trước. Mấy bạn đó gật đầu, đến lúc vô quay á, mấy bạn đó bạo mà Tuyên ngại ngược lại luôn á. Tuyên không tin là mấy bạn có thể đóng như vậy. Thì lúc đó tự nhiên mình cảm giác mình bị sò lại, bị ngại. Ô, cái gì thẳng vậy luôn á hả? Đến bây giờ Tuyên vẫn còn nhớ luôn, bộ phim quay hầu Cuốc Xe Nửa Đêm. Mọi người nghe cái tựa không là biết về ban đêm rồi đúng không? Hầu như là 11 hay là 12 ngày gì đó, tất cả anh em ekip không ngủ, cứ chiều 5 giờ có mặt, quay cái lèo tới khi nào mặt trời mọc, 5 giờ 6 giờ sáng dậy là liên tục như vậy, mười mấy ngày liên tục. Không biết tại sao sức khỏe đâu ra, hình như anh em là châu bò hay sao á. Tất cả công sức của anh em, diễn viên, anh em ekip bỏ vào đó khá là nhiều. Quay mưa, gió. Tuyên còn nhớ cái cảnh mà làm mưa, mở đầu phim là làm mưa giả, lấy nguyên con đường ở quận Nhất là làm mưa liên tục ở đó 4-5 ngày ở đó. Tuyên với anh Phước Sang, trời ơi vất vả, lạnh mà rung cầm cập vậy nè, cũng phải quay. Dầm mưa là từ 11 giờ đêm cho đến 5-6 giờ sáng liên tục mấy ngày như vậy. Cứ tới tối là bắt đầu xịt mưa, quay cảnh đó rồi dầm mưa cho tới sáng. Tuyên còn nhớ ekip là chuẩn bị sẵn trà gừng này nọ, vừa kêu cắt máy một cái là nguyên ekip phục trang này nọ chạy vô lấy khăn chùm Tuyên với anh Phước Sang lại. Tại thực sự mà không biết mọi người tưởng tượng được không, nó rất là lạnh liên tục 3 ngày như vậy.
Nói chung là công sức anh em bỏ ra hơi nhiều. Hy vọng là khi bộ phim ra mắt thì sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người.